đi bắt ốc. Đây, ốc đây. Quay em bắt ốc cái nào. Ốc. Nè. Ốc nhỏ như vậy đừng có bắt, bắt ốc to như này này. Nè. Không, đây này. To như này cái đó về mình đập ra mình đâu còn cái gì đâu. Thôi đừng. Bắt bỏ con to như này. Ờ ha. Nó sướng vậy ạ. Thôi kìa, buổi tối tao đi bắt cua này, tao bình cười lắm. Này bắt cái con tao đùng á. Để vừa này, lúc này tụi thùm trong một cái phọc mát tao ghét cái mặt này vậy. Con chó này nó làm đục hết nước rồi, đâu có nhìn thấy đâu. Đây 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 đây. Con cua con cua con. Ủa, cua chết con hả? Cua. Mẹ nó bị chết rồi. Đã vậy à, tên cho nó rồi chứ. Nè, ốc nè, ốc nè. Đi này là nghi hiểm. Xích qua, xích qua. Xích qua chứ đừng có con mẹ chị. Cái sức quay cho đứng chìm vậy luôn. Chứ đi này là nguy hiểm, đi này rớt xuống luôn. Đi cái này là rớt xuống chắc luôn. Bị mờ màn hình rồi. Ui dễ sợ. Tí chúng mày sẽ được chết cùng nhau. Trời ơi, tính thế ở ngoài kia là như vậy là ăn một cái ngon rồi. Ừ. Kéo quần xuống phải lưỡi phải có trai nha mày. Chó nhìn nè. Tao đéo phải là cho gái nhìn nha mày. Chứ nhưng mà cho chó nhìn đỡ thèm. Đi đường này hơi nguy hiểm, đi đây cũng nguy hiểm, đường nào nguy hiểm chưa? Nguy hiểm. Vòng lại đường này cũng nguy hiểm. Được. Đi thẳng cho chó này đi. Nguy hiểm. Đó là cũng phim. Đi đi. Đi tí nữa khỏi bắt dép mẹ. Tao nghi đứt dép lắm. Bỏ vô giỏ luôn đi. Đi này nó trơn. Biết sao không? Có dép tí nó dính dép xuống á. Rồi mất công mò. Cầm dép đi. Đi ra coi chó. Sao mày còn sợ hả? Không lún sâu đâu. Lún sâu đâu, đất thịt mà. Ôi, cái này là ngày xưa học ở đất sét này. À. Nghe nó ngồi nó bóp đất này chứ. Để chó vậy ơi. Qua nhanh lên để chị đi qua. Rồi, rồi. Xong rồi bấm tay lên, một đứa té là té cả hai. Nẹt, văng cái lên mặt ta rồi. Vậy cái kia là đủ dơ.